Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: việc tăng lãi suất của Fed phù hợp với sự đồng thuận của thị trường, cùng với dữ liệu việc làm yếu đã thúc đẩy sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro, đặc biệt là Bitcoin. Bitcoin đã tăng lên mức 24.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2022, nhưng ngay sau đó đã giảm trở lại về mức hiện tại. Các nhà đầu tư cảm thấy lạc quan khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố kế hoạch tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói với các nhà đầu tư rằng đừng chờ đợi việc cắt giảm lãi suất vào năm 2023, nhưng trong cuộc họp báo của mình, ông đã tuyên bố dữ liệu việc làm hiện là trọng tâm chính. Kết quả của cuộc khảo sát bảng lương ADP tiết lộ việc tuyển dụng của Hoa Kỳ đã chậm hơn đáng kể trong tháng riêng. Thước đo của ADP về biên chế khu vực tư nhân là 106.000, thấp hơn nhiều so với mức 160.000 đồng thuận của thị trường. Dữ liệu này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng vào đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed trong thời gian tới. Những rào cản pháp lý tiềm ẩn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự tăng giá của Bitcoin. Huang Jiping, cựu thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, gần đây đã lập luận rằng lệnh cấm vĩnh viễn đối với tiền điện tử có thể dẫn đến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Huang Jiping, hiện là giáo sư kinh tế tại Trường Phát triển Quốc gia của Đại học Bắc Kinh, đã chỉ trích Bitcoin thiếu giá trị nội tại, nhưng lưu ý rằng các công nghệ liên quan đến tiền điện tử rất có giá trị đối với hệ thống tài chính được quản lý. Thông tin đáng chú ý tiếp theo là các số liệu phái sinh sẽ cho chúng ta biết liệu các nhà giao dịch chuyên nghiệp có sử dụng đòn bẩy ở thời điểm hiện tại hay không. Thứ nhất là thị trường ký quỹ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp được định vị vì nó cho phép các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tìm kiếm lợi nhuận. Biểu đồ cho thấy tỷ lệ vay ký quỹ của các nhà giao dịch OKX tăng mạnh vào ngày 30 tháng 1, báo hiệu rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã thêm đòn bẩy sau khi Bitcoin phục hồi và kiểm tra mức hỗ trợ 22.500 đô la. Quan trọng hơn, ngày 29 tháng 1 đánh dấu mức thấp nhất của chỉ báo trong hơn 11 tuần ở mức 13, ủng hộ việc vay stablecoin với biên độ rộng. Điều đó cho thấy rằng những người bán không đủ tự tin về việc xây dựng các vị thế đòn bẩy giảm giá. Hiện tại ở mức 24, rõ ràng là phe bò đang trở nên thoải mái hơn với mức hỗ trợ 22.500 đô la hiện tại. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch quyền chọn đang có xu hướng lạc quan. Độ lệch delta 25% là một dấu hiệu cho biết bất cứ khi nào bán chênh lệch giá và các nhà tạo lập thị trường đang tính phí quá cao để bảo vệ ngược lại hoặc giảm giá. Chỉ báo so sánh các quyền chọn mua và quyền chọn bán tương tự và sẽ chuyển sang tích cực khi nỗi sợ hãi phổ biến vì phí bảo hiểm của quyền chọn bán cao hơn so với quyền chọn mua. Số liệu về độ lệch sẽ tăng trên 10% nếu các nhà giao dịch lo sợ giá Bitcoin sẽ giảm. Mặt khác, sự phấn khích tổng quát phản ánh độ lệch âm 10%. Hiện tại, độ lệch delta 25% tương đối ổn định khi ở mức gần âm 5, cho thấy tỷ lệ cược cân bằng của các nhà giao dịch quyền chọn. Về mặt tích cực, ngay cả việc kiểm tra lại mức 22.500 đô la vào ngày 31 tháng 1 cũng không đủ để phá vỡ tinh thần của phe bò. Kết hợp với việc thiếu nhu cầu từ các nhà giao dịch ký quỹ sẵn sàng bán không Bitcoin, các thị trường phái sinh đã vẽ nên một bức tranh tăng giá, có thể sẽ mất thêm vài ngày để Bitcoin vượt qua mức 24.000 đô la. Tóm lại, không có dấu hiệu căng thẳng nào đến từ thị trường quyền chọn và ký quỹ có thể cản trở đà tăng của Bitcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.